Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một chiếc áo crop top giống như thế này. Nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà mình cũng có một vài kỹ thuật đi để cho sản phẩm của mình rất là chắc chắn và mình có thể sử dụng lâu dài ha. Thì ở phần sau thì mình sẽ bắt đầu cột dây chéo giống như thế này để hạn chế độ giãn của sản phẩm. Mình cũng có thể đổi cách cột dây khác cũng được. Ở đây mình sử dụng sợi cô tông Việt Nam chặt đôi. Nếu như mà bạn nào sử dụng len cô tông Miu giống như thế này thì mình sử dụng một cuộn và mình sẽ móc kim số 4 nha. Còn mình sử dụng kim mình sử dụng sợi cô tông Việt Nam chặt cho nên là mình sử dụng kim số 2,5 hoặc là kim số 3. Đầu tiên là mình sẽ móc lên cái sợi dây mà để dây rút. Dây rút đó mình sẽ móc lên là khoảng 1 mét ha. Mũi bính này mình sẽ móc lên là 1 mét. Sau khi mình móc sợi dây này lên khoảng được tầm 1 mét, sau đó mình sẽ trượt mũi về lại nha. Trượt, dùng mũi trượt dọc cái sợi dây này về lại phía cuối hàng. Rồi sau khi mình trượt về cuối hàng thì mình sẽ cắt sợi đi ha. Mọi người nên gút cái đầu này lại và dùng súng bắn keo á, mình sẽ giấu sợi này đi hoặc là mình sẽ tra hạt hạt gỗ vào mấy cái đầu này nè. Mình hướng dẫn mọi người cách đo. Như ở phần này sẽ là phần ngực của mình. Và ở dưới này sẽ là chân ngực. Mình sắp bắt đầu đo ở phần chính giữa này là giữa eo với lại phần chân ngực ha. Ví dụ như ở phần này của mình là mình đo khoảng được 65 cm thì mình sẽ móc lên một đoạn dây bính là 55 cm. Tại vì sản phẩm đang móc thường nó có độ giãn từ 5 tới 10 cm nha. Cho nên mình phải trừ theo cái độ giãn đó ra khoảng 10 cm, nhất là len len sẽ rất là giãn. Vì vậy cho nên phần ngực cũng cái phần eo trên nó của mình sẽ móc lên một đoạn dây xích, một đoạn bính là 55 cm đối với ngực 65. Móc lên một đoạn dây xích nha. Rồi sau khi mình móc một đoạn dây như thế này, mọi người cũng có thể là ướm cái đoạn dây này lên trên cái thân của mình. Đó, mình sẽ đo, ví dụ thôi là mình sẽ đo thì mình sẽ chừa ra một đoạn hở. Đừng có đo kín lại, còn nếu mà mọi người muốn đo kín là mọi người phải kéo thật giãn cái sợi len này ra để mình đo kín nha. Còn nếu mà mình cảm thấy mình kéo không giãn thì mình sẽ đo hở ra. Không cần phải dùng thước cũng được. Sau khi mình móc lên một sợi dây bính như thế này, mình sẽ móc ngược về lại là một hàng mũi đơn đầu tiên. Thì cái mũi sát chân mũi này không móc, mình sẽ móc vào chân mũi tiếp theo là một hàng mũi đơn. Nếu cái này là mọi người có thể móc họa tiết nào mà mình thích cũng được, không nhất thiết phải là mũi đơn. Mình có thể móc mũi nửa kép hoặc mũi kép cũng được. Nhưng mà thường mũi đơn thì sản phẩm của mình nó sẽ chắc chắn hơn. Đối với những cái kiểu áo giống như thế này mình sẽ mặc sử dụng được lâu hơn ha. Nó hơn sẽ rất là ít giãn. Mình móc toàn bộ là mũi đơn về phía cuối hàng nha. Rồi sau khi mình đi xong hàng mũi đơn, về đoạn cuối cùng này mình sẽ móc lên một xích để xoay đầu sản phẩm lại. Và sau khi mình xoay đầu sản phẩm lại thì cái chân mũi kế bên là ngay dưới này nè. Đó, mình sẽ móc bên cái phần bên dưới thôi nè, cái mảnh bên dưới nè, móc vào ngay cái chân mảnh đó là một mũi đơn. Và những mũi khác cũng vậy luôn, mình chỉ móc ở cái mảnh bên dưới này thôi nha. Móc
toàn bộ là mũi đơn hết, về đến cuối hàng. Móc ở cái mảnh dưới thôi. Mọi người móc về cuối hàng nè. Lưu ý cái điểm cuối hàng của mình ha. Móc cho nó đủ mũi. Thì ngay từ đầu khi mà mọi người quần trở lại móc lên hàng thì có thể đánh dấu vào đây, tại mình móc quen rồi cho nên mình không đánh dấu. Mọi người nhớ đánh dấu cái đoạn mà mình cua hàng, chứ không là để mình sẽ bị bỏ sót cái phần mũi cuối cùng nha. Mũi cuối cùng và mũi đầu tiên thường rất là quan trọng. Mọi người có thể móc sai vị trí thì sản phẩm của mình nó sẽ không có được thẳng hàng. Đó, sau khi mình xoay sản phẩm lại thì lúc nào cũng lên một bính. Ngay đây, chân này không móc. Vẫn là móc ở cái mặt bên dưới nha. Luôn luôn là chọn ở cái phần dãy bên dưới, cái sợi bên dưới này nè, cái mảnh bên dưới này mình móc. Và cái dây bên dưới toàn bộ luôn là mũi đơn, móc về đến cuối hàng. Về đến cuối hàng mọi người đừng có quên móc vô kỹ. Mọi người nhìn thấy cái đầu cái mũi cuối hàng không? Đó, nó ở ngay cuối cùng luôn nè. Chứ không phải là mũi này đâu nha, mà cũng không phải là mũi ngoài này, mà là cái mũi đó ngay chỗ này. Mọi người cứ móc lên như vậy, toàn cứ mỗi lần xoay sản phẩm lên là lên một bính và luôn luôn móc ở cái mặt bên dưới. Toàn bộ là hàng mũi đơn, móc lên được. Đây, sau khi mình đã móc lên thành nhiều hàng như thế này thì nó sẽ ra được cái sản phẩm như thế này, có độ dài khoảng là có độ dài là khoảng 17-16 xăng ha. Nhưng mà mình có thể tự ướm lên trên cái phần cơ thể của mình để mình biết được mình cần cái số đo là bao nhiêu nha. Không tắt chỉ nha, không chắc chỉ, mình vẫn để như vậy. Và cái dây bính đầu tiên mà lúc mà mình móc lên á là đây. Cái mặt trên này sẽ là cái phần mình hướng lên cổ. Cho nên là lúc mình móc cái dây này vô ấy, thì mình cũng để cái phần dây rút này nó ở bên trên. Còn cái phần cuối cùng này là sẽ nó ở bên dưới. Mình nẹp sát vô nha. Để nghiêng lại vài cho dễ thấy nè. Mình lại tiếp tục móc. Mình đưa cái dây này vô đây. Móc lên một bính. Và cứ một ô như vậy nè. Và mình sẽ móc một mũi đơn. Và mình sẽ móc cái dây này vô luôn. Một mũi đơn nè. Mình móc ở trên cái dây bính này cũng được nha. Mình móc đừng có chặt tay quá nha mọi người. Mình cứ móc lên trên cái đoạn ngay cái gờ của rết à. Móc như vậy cho nó tới cuối hàng luôn. Tới cuối hàng thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Sau khi mình móc về đến cuối hàng, cái mũi cuối hàng nè. Và tiếp tục mình bỏ cái dây này qua, né nó qua nha. Mình lại móc vô ngay cái chân mũi này là một mũi đơn nữa. Rồi
Mình sẽ móc toàn bộ về mũi đơn, toàn bộ là mũi đơn. Mình móc toàn bộ là mũi đơn dọc theo cái phần thân bên dưới nè, để cho nó qua phía bên này. Tại vì mình chọn móc mũi đơn bởi vì mình sẽ nẹp những cái đoạn chỉ thừa này vô luôn. Cũng là một cách mình cố định sản phẩm của mình ha. Ở cái mũi cuối cùng này nè, đây mình sẽ móc qua một đoạn phía bên này. Mình sẽ móc về phía bên này thì đây, mình sẽ đưa cái dây này còn lại. Đưa cái dây này còn lại bỏ qua nha. Sau đó móc vô lại chung một cái chân này luôn. Một mũi. Rồi. Móc tiếp theo trên cái G nè. Móc như vậy về đến cuối hàng là mình đã hoàn thành xong cái sản phẩm của mình. Mình cắt qua một đoạn nè, gút cái chỗ này lại và giấu sợi chỉ thừa này vào bên trong đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái sản phẩm này rồi. Mặc dù móc rất là đơn giản nhưng mà cái cách mà mình đi viền ở đây thì nó sẽ rất là chắc chắn, và mọi người nên cột dây lên đây, lên cổ như thế này và đánh dấu vị trí cột. Nghĩa là mình không cần phải cột khúc như thế này, mình có thể bắt kéo dây từ bên này qua phía bên này, mình xoay xuống mình cột, xong lúc đó mình mới đưa dây lên để mình chui vào ha. Mình nên cột dây xuống này để nó giữ cái phần thân sau của mình không có mà hạn chế giãn. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người nha.